Cửa hàng nội địa Nhật Minh Phương xin kính chào các bác. Cửa hàng nhà em tại An Xá Toàn Thắng Kim Động Hưng Yên, công ty tại Shiga Nhật Bản chuyên về hàng nội địa Nhật. Thì thưa các bác, là trong cuộc sống hiện đại thì rất là bận rộn, cái công việc dọn dẹp nhà cửa cũng chiếm rất nhiều thời gian và chi phí nếu các bác thuê giúp việc. Vậy thì tại sao các bác không sắm cho mình một em robot vừa tiết kiệm thời gian công sức, giúp mình có thời gian ở bên gia đình hơn? Thì hôm nay em xin được giới thiệu đến các bác một em robot. Đấy là chính là em iRobot Roomba hàng nội địa Nhật. Các bác có thể check mã sản phẩm, sản xuất năm 2017. Check mã sản phẩm ra là biết giá và biết là hàng nội địa thật, Nhật thật hay không. Đấy. Thì một bộ iRobot Roomba này thì gồm một máy chính này, một em máy chính này chạy này, một cái từ trường ảo. Từ trường ảo này thì có tác dụng là giới hạn vào khoanh vùng chạy của máy. Ví dụ các bác không muốn cái robot chạy đi đến đâu thì các bác đặt tại đó thì nó sẽ không chạy qua cái vùng đó. Và cái thứ ba là sạc này thì có thể cắm đỡ điện 220V bình thường, không cần qua đổi nguồn, qua cục đổi nguồn. Các bác không cần phải mua thêm cục đổi nguồn gì cả, cắm trực tiếp vào điện bình thường của nhà mình. Và sau đây em sẽ test cho các bác xem nhé. Cái con robot này thì có khả năng tự quay đầu khi gặp chướng ngại vật, thứ nhất. Và thứ hai là nó tự chạy về sạc khi hết pin. Thì các bác, mời các bác xem. Cách sử dụng cũng rất là đơn giản. Đây, để các bác có thể nhìn thấy con robot, em sẽ kéo nó xuống. Đây. Cách sử dụng rất là đơn giản. Các bác nhấn nút clean, nó sẽ tự động chạy. Và sau đấy các bác cũng nhấn một lần nút đấy nữa thì nó sẽ tự động tắt. Các bác xem nhé. Em đặt cái từ trường ảo, nó sẽ tự động quay đầu, nó không chạy qua khỏi cái vùng đó. Tại vì là nó có cái mắt thần, nó nhận tín hiệu và để nhận nhiếp và tìm xác luôn. Các bác thông cảm cho cái kho nhà em nên nhìn nó không được gọn gàng lắm. Xin mời các bác xem. Đây là cục từ trường ảo nhé. Đặt nó xuống, nó sẽ phát ra tín hiệu này, nhấp nháy là phát ra tín hiệu này. Nó sẽ không đi khỏi vùng đó. Các bác hãy xem khả năng quét rác và hút bụi. Nó có thể chui mọi ngóc ngách. Thank you.
Các bác nào đang theo dõi em thì vui lòng cho em xin một like, một tim nhé. Tự động quay đầu. Chào bác Quảng nhá. Bác đi làm về chưa? Em này chỉ tốn rất ít điện và có thể chạy liên tục gần 2 tiếng mới hết điện các bác nhé. Và nó sẽ tự động quay đầu về sạc. Một con này với chi phí khoảng chỉ 3,6 triệu. Rất là tiết kiệm so với việc các bác đi thuê một giúp việc. Và cái thời gian đó các bác có thể làm được rất nhiều việc. Đặc biệt là nó không có càm ràm các bác ạ. Hiện nhà em đang khai trương cửa hàng nên là mua một robot này, hoặc một bếp ga, hoặc là một nồi cơm điện thì nhà em sẽ tặng thêm một cái bình đựng nước của Herbalife. Các bác nhìn rất rõ không? Nó có thể hút được cả những cái bụi mịn rất là nhỏ này. Mốc Đan. Cảm ơn bác nhá. Bác Mốc Đan nhá. Dạo này xinh quá à? Đấy, sinh hai đứa mà sinh cái này có khi phải sinh nữa bác ạ. Cảm ơn bác nhá. Bao giờ hết dịch nhớ về Hưng Yên chơi nhá. Nhà em sẽ bảo hành, hàng bảo hành một tháng lỗi một đổi một. Và cho các bác đi cầm con máy ra thợ. Nếu bác nào mà bảo là không phải hàng nội địa Nhật thì em tặng luôn bác con đó. Công ty em tại Shiga Nhật Bản có cửa hàng rất lớn tại đấy. Các bác có thể theo dõi Facebook của Nguyên Trần, là Facebook của anh trai em. Là các bác rất có thể nhìn thấy những cái hình ảnh phát trực tiếp trên đó để tăng cái sự tin tưởng cho các bác.
Bác cứ cho con này chạy được khoảng 1 tiếng. Đảm bảo nhà sạch sẽ luôn. Đây là em mới chỉ thử test thử ở khoanh vùng này thôi, còn con này có thể nó chui được mọi ngóc ngách. Bây giờ nhá, em sẽ dừng con này lại. Đó. Để xem cái hiệu quả hút rác, hút bụi của con này như thế nào. Đây, các bác chỉ cần nhấn vào đây, rút ra. Các bác xem nhá. Đây là kết quả này. Các bác thấy chưa? Nếu mà quét tay hay là lau nhà bằng chổi thông thường thì làm sao sạch được. Này, rất nhiều bụi, những cái bụi nhỏ, bụi mịn này. Đấy. Rất là độc hại luôn. Cái này ở môi trường, đặc biệt là môi trường Việt Nam đang rất là ô nhiễm như thế này, mà nhà cửa không sạch sẽ thì, nhất là những nhà có trẻ nhỏ thì đây các bác đổ ra đây. Đây, cái này đựng rất là nhiều rác này. Đấy. Rồi, xin cảm ơn các bác đã theo dõi nhé. Hẹn các bác ở livestream lần sau. Bác nào có nhu cầu về hàng nội địa Nhật hoặc là có nhu cầu vận chuyển hay đầu Việt Nhật này thì inbox hoặc alo em theo số điện thoại 0355182092. Cảm ơn các bác đã theo dõi ạ.